Dạ, xin chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở cái clip bán hàng ngày hôm nay em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa kiếm Taiwan. Một cái mặt hoa kiếm Taiwan. Thì cách đây 2 hôm thì em cũng đã có quay một cái clip cũng giới thiệu là một số cái hình cây để các cô chú anh chị mình sưu tầm. Thì tiếp tục là hôm nay là em sẽ giới thiệu với các cô chú anh chị mình thêm một số cái củ kiếm nữa. Cái này là kiếm Taiwan nha các cô chú anh chị. Kiếm Taiwan. Nhưng mà em không có biết nó là thuộc cái dòng nào, tại vì kiếm Taiwan nó tới khoảng 5 6 dòng gì đó. Taiwan 1, Taiwan 2, Taiwan 3, Taiwan 4, Taiwan 5, Taiwan 6. Mà em không 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 biết được nó của Taiwan mấy, em chỉ biết nó là thuộc dòng là Taiwan thôi. Đây là mặt hoa. Còn đây là cái giò nguyên trước khi em tách nhỏ ra để chia sẻ các cô chú anh chị. Đây là cái lúc nó đang nổ nở rộ nè các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Thì đầu tiên em giới thiệu các cô chú anh chị mình là mã số 1. Mã số 1 là 1.000K. 1.000K. Đây. 1.000K, 1.000K. Cái khóm đầu tiên này là nó có 2 củ nha các cô chú anh chị. 2 củ mà cái củ tơ ở phía sau là đang ra 2 cái sừng trâu rất đẹp. Cái kiếm này là mỗi một lá là nó có một cái măng nha các cô chú anh chị. Mỗi một lá nó có một măng. Cái kiếm này nó nói về là mà con là con cái là nó mạnh lắm nè. Nè đây em xé xuống miếng rồi nè. Nè ngay cái ngón tay cái em nó đang lên một măng. Mạnh con dữ lắm. Mã số 1. 1.000K nha các cô chú anh chị. Kiếm Taiwan. 2 củ này đẹp lắm các cô chú anh chị ơi. Mã số 1. Tiếp tục là mã số 2. Mã số 2 này cũng là 1.000K nha các cô chú anh chị. Mã số 2. Mã số 2 này, 2 cái củ này cũng giống như là cái mã số 1. Phê tỉ tê luôn, quá đẹp. Cái vòng con nó lên, bản lá này khoảng tầm 4 cm nha các cô chú anh chị. Từ 3 cm tới 4 cm chứ không dưới. Đẹp lắm. Đây. Cô chú anh chị mình thấy không? Nè, đây là một măng nè. Nó khuất ở trong đây thôi chứ còn kéo ra thì em nào cũng là có măng ở trong á. Em nào cũng một măng, hai măng đang lên. Đây, 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 đây. Ngay ngón tay em nè, là một măng nữa nè. Đó. Coi như cũng một củ hai măng đang lên. Nè, bên đây cái củ bên đây thì cũng măng nữa nè. Mùa này là cái mùa kỳ, một con nó xanh sôi nảy nở. Mã số 2, 1.000K nha các cô chú anh chị. Đẹp lắm. Và liên tục là mã số 3, cũng là 1.000K. Đây cũng là một cái khóm gồm 2 củ. Gồm 2 củ, một củ lớn và một củ nhỏ. Cái củ này lá dài ghê luôn, lá dài chắc khoảng 50 cm. Củ nào cũng đang lên măng hết nè các cô chú anh chị, thấy không? Nè măng đang lên nè. Nè bên đây cũng măng đang lên. Củ nào cũng 2-3 măng đang lên nha các cô chú anh chị. Mã số 3, 1.000K. Mã số 4 các cô chú anh chị, 1 củ 2 măng.
hai măng này thì một củ hai măng này chắc khoảng tầm 2 tháng nữa, 2 tháng nữa là thành 3 củ. Tại vì cái này thực sự mà nói nó rất là dễ sống, mà nó rất là dễ ra rễ, 3 tuần lễ thôi là rễ phà 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 luôn, kiếm rất là mạnh. Kiếm nói về mà rễ là rất là nhanh, rất là mạnh nha các cô chú anh chị. Mã số 4 900k. Mã số 4 900k. Mã số 5 500k. Một củ. Một củ nha các cô chú anh chị. Mã số 5 500k. Một củ 2 măng. Đây một măng, hai măng, ôi không phải hai mà không phải hai măng các cô chú ơi, 3 măng lận nè, ở phía trong đây là một măng nữa nè, cái này là 1 măng nữa. 3 măng, một củ 3 măng. Mã số 5 500k, quá hời các cô chú anh chị ơi, quá đẹp. Tiếp tục mã số 6 500k luôn. Mã số 6 500k. Một củ 1 măng nè. Cái này là nó đang còn cái hoa nè. Đây. Đó, hoa đã tàn rồi. Hoa đã tàn rồi. Một củ 1 măng. Có cái cuốn hoa luôn. Thì ngay cuốn hoa này là một cái mầm, cái măng. Giờ nó chưa lên. Thường là ngay cuốn hoa là nó có một măng. Kiếm này rất là dễ sống nha các cô chú anh chị. Cứ để khô khô về người ta trồng lại là chừng 1 tuần lễ là thấy cây nó khác liền. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 400k. Đây là cái củ tơ, củ đầu luôn nha các cô chú anh chị. Củ tơ củ đầu luôn, mập ú u. Và tiếp tục là mã số 8 đồng giá là 400k luôn. Mã số 8. Đây cũng là một củ đầu nha các cô chú anh chị. Cái này về trồng cái là mầm con nó phúng phúng thôi nè. Đây nó một mầm gốc lên rồi. Bên đây mầm nữa, 2 mầm luôn. Đây là mùa sinh trưởng nên là cây nó nhảy con rất là nhanh. Mã số 8 400k. Và tiếp tục là mã số 10. Mã số 10 cũng là cộng đầu 400k. Số 10 mấy con đầu này toàn là 2 mầm gốc thôi nha các cô chú anh chị. Cây nào cũng vậy, hai mầm đang sưng hết. Bên đây cũng là một mầm. Mã số 10 400k, củ đầu luôn, củ tơ. Mã số 10 cái củ này bé hơn tí. Bé hơn tí nên là củ này là 350k. 350k cho củ số 10, một mầm gốc cũng đang lên. Củ này thì mới thấy có một mầm thôi. Bên đây có mắt nó mới có sưng thôi, chưa có lên nổi. Mã số 10 350k. Và tiếp tục là mã số 11 400k. Thân lá rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Đang lên một mầm. Ở 2 mầm luôn. Bên đây là một mầm nữa nè, là 2 mầm. 400k luôn.
Mã số 11 400k. Mã số 12. Mã số 12 cũng là 400k luôn các cô chú anh chị. Bên đây là một mầm gốc. Một mầm gốc. Ôi bên đây một mầm nữa là coi như là cũng hai mầm gốc. Hai mầm gốc đang lên. Lá dài khoảng 50 mấy xăng nha các cô chú anh chị. Dài lắm. Và tiếp theo là mã số 13 400k. Cái củ này nó rẻ quạt đẹp lắm. Cái củ này chưa thấy mầm gốc. Chưa thấy mầm gốc. Cũng chuẩn bị lên. Đó, hình rẻ quạt luôn. Y chang cái quạt luôn. Mã số 13 400k. Và cuối cùng là mã số 14. Mã số 14 400k. Đây cũng là một cái hình. Cái hình rẻ quạt. Đây là cái hình rẻ quạt 14 400k. Đó, nó xè ra như cái quạt đẹp lắm các cô chú anh chị. Mầm gốc là nói chung là cây nào nó cũng đang lên. Đây nè, mầm gốc. Bên đây chưa thấy. Thì vừa rồi là em đã giới thiệu các cô chú anh chị mình là kiếm tai quan. Kiếm tai quan nha các cô chú anh chị. Kiếm tai quan. Số điện thoại của Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Lan Quang Minh.